Trong công cụ vẽ hình này nó có gồm những công cụ Rectangle Tool này, Router, Rectangle Tool, Ellipse, Polygon, Line Tool và Custom Shape. Thì ở trong này toàn là những cái công cụ sẽ giúp chúng ta vẽ các hình. Ví dụ công cụ đầu tiên, Rectangle Tool là giúp chúng ta vẽ hình vuông hoặc hình chữ nhật. Router, Rectangle Tool là cũng giúp chúng ta vẽ hình vuông hình chữ nhật, tuy nhiên là cái góc của nó sẽ bo lại chứ nó sẽ không phải là góc vuông nữa. Ellipse Tool giúp chúng ta vẽ hình ellipse hoặc hình tròn. Polygon Tool là vẽ hình đa giác, những hình nhiều cạnh. Line Tool là vẽ đường thẳng, còn Custom Shape Tool là những cái hình có sẵn của Photoshop. Đó, chúng ta sẽ đi vào cái hình đầu tiên. Khi mà chúng ta muốn vẽ một hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lựa chọn cái công cụ Rectangle Tool, và chúng ta trước khi vẽ hình chữ nhật thì chúng ta cần phải xác định là cái hình của chúng ta nó sẽ có màu gì và viền của nó như thế nào. Thì bất kể một cái công cụ vẽ hình nào cũng có thanh tùy chọn như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó có một fill. Fill là màu nền, stroke là màu viền. Đây là cái phần số này là kích thước của viền. Cái ô tiếp theo là kiểu đường viền, nét liền, nét đứt hay là nét chấm. Rồi thì một số những cài đặt khác thì tùy vào từng công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng. Đầu tiên, ví dụ mình muốn vẽ một cái hình chữ nhật nó có nền màu đỏ này và một cái viền màu xanh. Đó, thì mình sẽ, và kích thước viền thì mình để khoảng tầm 3, và kiểu viền là viền nét liền. Đó, sau đó mình đặt chuột ở đây mình vẽ ra. Đó, các bạn sẽ thấy là nền màu đỏ, viền màu xanh này. Và nếu mình muốn là cái viền nó to hơn thì mình chỉnh lại cái thông số trên này. Đó, thì bạn thấy là cái viền của mình nó sẽ to hơn. Đó. Hoặc trường hợp mình không muốn có viền thì mình phần stroke này mình sẽ chọn cái hình chữ nhật nó có đường gạch chéo này, đường đỏ gạch chéo này, đó là không có viền. Đó, hoặc nếu mà chúng ta muốn viền màu xanh nhưng mà không có nền thì trong phần fill này chúng ta cũng lựa chọn cái hình chữ nhật gạch chéo này là không có nền. Đó, thì biểu tượng này là biểu tượng là không nền hoặc là không viền. Còn chúng ta muốn có nền có viền thì chúng ta lựa chọn màu ở đây là xong. Đó, thì tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn vẽ hình vuông thì chúng ta giữ phím shift thì chúng ta sẽ vẽ ra hình vuông. Để yên thì chúng ta vẽ hình tròn mà giữ shift thì vẽ ra hình vuông. Và cũng tương tự như vậy, các công cụ bên dưới, ví dụ như là mình chọn cái router này, router thì cũng là vẽ hình vuông hình chữ nhật. Ví dụ vẽ hình chữ nhật như bạn nhìn là cái góc của nó sẽ cong vào này đó, chứ nó không vuông như thế này. Thì cái độ cong của cái góc này nó sẽ phụ thuộc vào cái độ radius trên này. Radius càng lớn thì góc cong càng nhiều. Ví dụ radius của mình đang là 30, bây giờ mình để radius của mình chỉ là 10 thôi đó, thì các bạn thấy là cái góc cong của nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi. Hay là bây giờ mình cho radius lên khoảng tầm 70 đi, thì bạn nhìn cái hình của mình đó, nó sẽ lại cong như thế này. Đó, tương tự như vậy, mình vẽ hình vuông thì mình giữ phím shift là mình sẽ vẽ ra hình vuông mà nó sẽ cong như thế. Đó, thì đấy là hình vuông, hình chữ nhật. Còn bây giờ mình vẽ hình tròn thì mình sẽ sử dụng ellipse tool, cũng tương tự như thế, giữ nguyên thì là ellipse mà giữ phím shift thì sẽ vẽ ra hình tròn. Đó, và cũng tương tự là mình có thể chỉnh lại màu nền, màu viền, hoặc là bây giờ mình không thích viền nét liền nữa mà mình viền nét đứt. Đó, viền nét đứt, sau đó là mình phải tăng kích thước viền. Các bạn sẽ nhìn đó, là viền của mình nét đứt hay là viền nét chấm, cái đó là tùy mình. Và công cụ thứ tư là Polygon Tool, là công cụ vẽ hình đa giác. Công cụ này thì nó sẽ hơi khác một chút, là mình có thể vẽ được những cái hình mà nó có nhiều góc cạnh khác nhau. Ví dụ bây giờ mình muốn vẽ hình tam giác thì mình lựa chọn cái công cụ Polygon Tool này. Và ở các bạn để ý, ngoài những cái tính năng nền viền với lại chỉ số này ra thì các bạn thấy có một phần sai ở đây. Sai ở đây là cái số cạnh. Ví dụ mình vẽ hình tam giác, tam giác là ba cạnh thì mình điền số 3 vào đây. Đó, là mình sẽ vẽ ra hình tam giác. Hình tam giác đây mình chỉnh lại cái phần này. Mình sẽ vẽ ra được hình tam giác như thế này. Đó, kéo xuống đây một chút. Còn nếu mình vẽ hình tứ giác thì mình điền vào đây là bốn cạnh. Đó, mình sẽ vẽ ra tứ giác. Hoặc thậm chí mình vẽ một cái hình là 10 cạnh, mình điền số 10 vào đây. Và mình sẽ vẽ là hình 10 cạnh như thế này. Đó. Nhưng công cụ này nó hay ở một chỗ là chúng ta có thể tùy biến thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta vẽ ra những cái hình khác nhau. Ví dụ bây giờ mình sẽ vẽ ra một hình dạng như hình khuyến mãi chẳng hạn. Polygon Tool, và mình sẽ để vẽ một cái hình 30 cạnh. 30 cạnh. 30 cạnh thì các bạn thấy là nếu để nguyên như thế thì chúng ta vẽ được gần như là chúng ta vẽ hình tròn, tại vì là các cạnh của nó, số cạnh nó nhiều quá, nó sát với nhau thì trông nó sẽ gần như hình tròn. Các bạn nhìn này, nếu phóng to thì chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy các cạnh của nó thẳng như thế này. Đó, nhưng mà nhìn nhỏ thì chúng ta tưởng tượng nó giống cái hình tròn. Bây giờ mình không muốn là các cạnh của nó như vậy nữa, mà cạnh của nó sẽ là cái cạnh nhọn, cái góc nhọn, thì mình sẽ bên cạnh cái phần side nó có một cái bánh răng, chúng ta click đây, chúng ta tích vào nút star. Tích nút star thì có nghĩa là cái góc của chúng ta sẽ là góc nhọn. Đó, cái cạnh nó sẽ biến thành một cái góc nhọn. Đó, các bạn nhìn này, 30 cạnh và nó sẽ biến thành cái góc nhọn như thế này. Đó. Còn
Nếu mà các bạn muốn nó nhọn hơn thì chúng ta sẽ tăng cái indent side by này lên. À, ví dụ 10% thì góc nó sẽ nhọn như thế. Và bây giờ mình sẽ cho 50% thì chúng ta sẽ nhìn nào. Đó, thì cái góc nó sẽ nhọn hoắt như thế này luôn. Chúng ta sẽ bỏ cái viền này đi, nhìn cho nó trông nó dễ nhìn hơn. Cái phần này chúng ta sẽ bỏ cái viền đi. Đó. Thì chúng ta có thể là ghi cái, ví dụ chúng ta khuyến mại 50% ở đây chẳng hạn. Ví dụ ở đây mình có một cái hình vẽ được như thế. Đây các bạn nhìn cái hình viền bên ngoài này, hình đỏ viền bên ngoài này. Đó là chúng ta áp dụng cái cách như vừa rồi để chúng ta vẽ. Hay là cái hình màu vàng có cái viền nét đứt bên trong, hoặc hình màu trắng viền bên ngoài, là các bạn hoàn toàn có thể vẽ được bằng cái công cụ như vừa rồi. Đó. Tương tự như vậy thì ví dụ bây giờ mình vẽ một cái hình khoảng tầm 6 cạnh và mình tùy chỉnh thêm một số cái. Ví dụ 6 cạnh bình thường thì các bạn vẽ ra như này. Đó. Bây giờ mình sẽ tích vào smooth corner. Smooth corner là cái góc bên ngoài nó sẽ cong lại. Tích đó, thì bạn nhìn này, cái góc bên ngoài nó không nhọn như này nữa mà nó sẽ cong lại. Còn smooth indent. Smooth indent là cái góc bên trong này nó sẽ cong lại. Tích chọn smooth indent. Đó, thì bên trong nó sẽ cong lại. Thì với cái công cụ này chúng ta có thể biến tấu thành rất nhiều hình khác nhau. Rất nhiều hình khác nhau với số cạnh khác nhau. Đấy là công cụ vẽ hình đa giác. Còn công cụ Light Tool là công cụ vẽ đường thẳng thôi. Khi các bạn chọn công cụ Light Tool này thì các bạn là lưu ý một chút. Thực ra thì Light Tool nó cũng là biến tấu từ cái cụ đầu ra thôi. Light Tool thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một Weight. Weight là cái độ dày của cái đường chúng ta vẽ. Weight càng cao thì đường vẽ ra càng lớn. Mình để Weight ở đây là 10 đi. Sau đó mình vẽ ra, các bạn sẽ nhìn cái đường thẳng. Các bạn muốn vẽ thẳng thì các bạn giữ phím Shift. À, giữ phím Shift thì nó lập tức nó sẽ đặt thẳng ngay. Đó. Đấy là chúng ta vẽ đường thẳng. Còn Custom Shape Tool là những cái hình có sẵn của Photoshop. Thì chúng ta chọn Custom Shape Tool này. Các bạn nhìn trên này nó có một cái mục Shape. Đó, chúng ta click vào đây, chúng ta sẽ thấy một số những hình có sẵn như là hình trái tim, hình mũi tên, hay là hình bông hoa, hình hoa văn, hình dấu tích. Đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm. Chúng ta có thể tải trên mạng về những cái hình có sẵn như này để chúng ta thêm vào cái bộ sưu tập ở đây. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ việc lựa chọn đây, sau đó chúng ta vẽ ra. Đó là chúng ta sẽ có cái hình như thế. Thì công cụ này sử dụng cũng khá là nhiều trong Photoshop, đặc biệt là cái phần thiết kế của chúng ta. Chúng ta thiết kế những cái banner hay là poster hay là những cái hình quảng cáo thì chúng ta sử dụng cái công cụ vẽ hình này rất tiện lợi cho chúng ta trong cái quá trình như vậy. Và các bạn lưu ý giúp mình rằng là các cái công cụ ở đây vẽ hình này thì nó đều có viền, đều có nền, fill là nền, stroke là viền, kích thước viền, kiểu viền. Đó, và một số những cái tùy chọn tùy theo từng công cụ nó sẽ nằm ở đây. Thì các bạn hy vọng rằng là các bạn có thể là thực hành được với từng công cụ để hiểu kỹ hơn về cái công cụ đó như thế nào. Hy vọng rằng các bạn đã, sau bài này thì các bạn đã nắm được những cái vấn đề như vậy. Chúc các bạn thành công.